Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của mình. Ngày hôm nay, hãy cùng theo chân mình khám phá thánh địa Cát Tiên và vườn quốc gia Cát Tiên nha. Tụi mình xuất phát từ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng khá trễ, vào khoảng 1 giờ trưa. Và theo đường chạy ấy thì các bạn cứ tìm trên Google Maps và chạy theo thôi. Hướng của tụi mình chạy sẽ là từ đường xa lộ Hà Nội, nói vào quốc lộ 1A. Và khi đến ngã ba Dầu Giây ấy thì các bạn sẽ quẹo trái vào quốc lộ 20 và tiếp tục chạy thẳng theo hướng đi Đà Lạt. Tụi mình đã thống nhất với nhau là sẽ đi khám phá thánh địa Cát Tiên hay còn gọi là khu di tích khảo cổ Cát Tiên trước. Cho nên là tụi mình sẽ tiếp tục chạy thẳng quốc lộ 20 đến thị trấn Madagui của tỉnh Lâm Đồng luôn. Một lưu ý cho các bạn là hãy tranh thủ rút thật nhiều tiền mặt nha, vì bên trong vườn quốc gia sẽ không có wifi cũng như là không có sóng để cho các bạn chuyển khoản đâu. Chạy khoảng 3 tiếng 20 phút là tụi mình đã đặt chân vào địa phận của huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Khi đến hồ cảnh quan Madagui thì các bạn sẽ quẹo trái theo đường tỉnh 721 để tiếp tục đến với huyện Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng. Chạy theo DT721 khoảng 30 cây số nữa là tụi mình sẽ đến với thánh địa Cát Tiên. Thánh địa Cát Tiên là tên gọi không chính thức của khu di tích khảo cổ Cát Tiên, nằm chủ yếu tại xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Quần thể di chỉ khảo cổ Cát Tiên đã được phát hiện vào năm 1985 và được khai quật các hiện vật đầu tiên vào năm 1994. Và 10 năm sau, tức năm 2014, thì Thủ tướng Chính phủ đã công nhận khu di tích khảo cổ Cát Tiên là một di tích cấp quốc gia đặc biệt. Tại đây thì sẽ có hai công trình nổi bật là khu khai quật khảo cổ và khu nhà trưng bày những hiện vật tìm được. Theo hướng tham quan thì tụi mình sẽ bắt đầu tại cụm 1A. Đây là cụm đặc biệt nhất trong số 8 cụm tại quần thể khảo cổ Cát Tiên, vì đây là nơi duy nhất nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 50m so với mực nước biển. Đây là phế tích của một kiến trúc đền tháp theo đạo Bà La Môn giáo, và đây cũng là nơi cao nhất trong quần thể khảo cổ Cát Tiên. Hiện nay tại Gò A1 thì chỉ còn lại phần móng và phần nền của một ngôi đền tháp. Nhưng đặc biệt là tại trung tâm của Gò A1, người ta đã tìm được một bộ Linga và Yoni bằng đá được xem là lớn nhất Đông Nam Á, với chiều cao của Linga là 2,1m, đường kính 70cm, còn Yoni thì có cạnh dài 2,26m, và toàn bộ cân nặng của bộ Linga Yoni này được ước tính là khoảng 4 tấn. Sau khi xuống khỏi cụm khảo cổ 1A ở trên đồi thì các bạn đi theo con đường lát gạch sẽ đến với cụm kiến trúc số 2. Đây là một cụm kiến trúc liên hoàn, trong đó có khuôn viên, có tường bao, và với diện tích khoảng 2.000m² thì trong đây sẽ có 4 công trình được đánh số lần lượt là 2A, 2B, 2C và 2D. Trong đó có hai dạng kiến trúc chính, đó chính là hai đền tháp và hai nhà dài. Đền tháp chính là nơi để thực hiện các nghi lễ, các tín ngưỡng, còn nhà dài chính là nơi để các tín đồ chuẩn bị lễ vật trước khi đưa vào hành lễ. Kế bên đó chính là cụm kiến trúc số 3 được khai quật vào năm 2001. Đây là phế tích của một kiến trúc đền tháp được xây dựng bằng gạch, có cửa chính quay về hướng đông giống với các tháp chăm, và đặc biệt là cách xây dựng thì được bẻ góc giật cấp nhiều lần. Các cạnh thì được bo dần vào phía bên trong, tương tự như loại hình kiến trúc Borobudur ở Indonesia. Và loại hình kiến trúc này thì rất là đặc biệt và chưa từng xuất hiện trong các kiến trúc cổ ở vùng phía nam của vùng Đông Dương. Sau khi tham quan khu khảo cổ xong thì các bạn cũng nên dành thời gian để đi sang bên đường để tham quan khu nhà trưng bày, tại vì trong đây sẽ trưng bày tất cả những cái hiện vật nào phát hiện tại khu khảo cổ Cát Tiên. Nếu đến đây các bạn cảm thấy bắt đầu ngờ ngợ hay là cảm thấy quen thuộc về cái kiến trúc của nhà trưng bày di tích khảo cổ Cát Tiên thì đây chính là một công trình được xây dựng mô phỏng theo bảo tàng điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng. Bên trong nhà trưng bày không chỉ trưng bày những hiện vật khảo cổ và khai quật được tại khu di tích khảo cổ Cát Tiên, mà còn sẽ trưng bày về đặc điểm tự nhiên và đặc điểm nhân khẩu tại huyện Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng. Ở đây các bạn có thể thấy chính là mô hình mô phỏng lại khuôn viên của khu di tích khảo cổ Cát Tiên, bao gồm nhà trưng bày và khu khảo cổ được cách nhau bởi đường tỉnh 721. Ngoài ra thì tại đây còn trưng bày về những sản phẩm, những hiện vật liên quan tới cộng đồng người Mạ, là một nhóm dân tộc thiểu số đặc trưng của huyện Cát Tiên nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Người Mạ hay còn gọi là người Châu Mạ sẽ được chia thành các nhóm địa phương, bao gồm là người Mạ Ngăn, người Mạ Xớp, người Mạ Tô và người Mạ Rung.
Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thì dân số người Mạ tại Việt Nam hiện nay là 50.322 người, xếp thứ 28 trong tổng số 54 dân tộc tại Việt Nam. Địa bàn cư trú của người Mạ tập trung chủ yếu ở vùng phía Nam của Tây Nguyên, trong đó nơi sinh sống chủ yếu chính là tỉnh Lâm Đồng, với 77% dân số người Mạ là sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng. Trước mắt các bạn là một bệ thờ Linga Yoni được tìm thấy tại bệ số 5. Linga Yoni mình có thể hiểu nó là một cái vật thờ của những người nào theo đạo Bà La Môn. Trong đó Linga chính là đại diện cho sinh thật khí nam hay còn gọi là tính dương. Còn Yoni là đại diện cho sinh thật khí nữ là tính âm. Và theo quan niệm của những người theo đạo Bà La Môn thì sự giao hòa âm dương chính là nguồn gốc sinh sôi của vạn vật trong vũ trụ. Thế nên họ thờ bệ Linga Yoni với mong muốn là cầu mong cái sự tốt tươi cho mùa màng cũng như là sự hạnh phúc, ấm no, sung túc cũng như là suôn sẻ trong việc sinh nở. Cũng tại khu di tích khảo cổ Cát Tiên này, ở mỗi gò tháp khi mà tìm thấy Linga và Yoni á, thì khi nhấc Linga và Yoni lên ở phía dưới nó sẽ có một cái phần trụ giới, và khi người ta phát hiện ra trụ giới đó thì ở phía dưới đó được chôn rất nhiều hiện vật bằng vàng, và đặc biệt là những tấm lá vàng được dát mỏng và được dập nổi các chữ Sanskrit cổ, chữ Phạn cổ, và đặc biệt là còn dập nổi hình các vị thần cũng như là các linh vật trong đạo Bà La Môn. Đến cái cuộc gần khai quật gần đây nhất năm 2020 và 21 á, thì các nhà khoa học người ta khai quật cũng tại vị trí lò số 2 nhưng mà mở rộng cái diện tích khai quật ra, thì phát hiện thấy cái mảnh lớn ở phía bên này này thì được phát hiện thì nó đang ở trong cái tư thế nằm rất là thoải mái, nhưng gần như là tương đối nguyên vẹn, nó chỉ xuất nhỏ một chút ở bên tai phía bên này thôi. Nó chỉ xuất nhỏ một chút ở bên tai thôi. Sau khi tham quan xong, khoảng 5 giờ chiều thì tụi mình bắt đầu chạy về xã Nam Cát Tiên của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Bình thường nếu như các bạn tìm đường di chuyển giữa thánh địa Cát Tiên và vườn quốc gia Cát Tiên trên Google Maps á, thì nó sẽ chỉ các bạn là phải chạy theo đường tỉnh 721 ra lại quốc lộ 20 như hồi nãy, sau đó chạy hướng về phía Đồng Nai rồi lại quẹo phải vào một cái đường tỉnh của huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai mới vào được vườn quốc gia Cát Tiên. Nhưng mà trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn đi một con đường tắt giúp rút ngắn phân nửa thời gian di chuyển từ thánh địa Cát Tiên về vườn quốc gia Cát Tiên. Từ thánh địa Cát Tiên thì các bạn vẫn sẽ chạy theo đường tỉnh 721 đến ngã ba Black Đa Dông thì các bạn sẽ quẹo trái. Ở đây sẽ có một con đường nối xã Nam Cát Tiên của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai với lại huyện Đạ Tẻ của tỉnh Lâm Đồng. Các bạn có thể tìm đường đó trên Google Maps và ghi là Nam Cát Tiên gạch ngang Đạ Tẻ thì nó sẽ ra tên con đường này. Khi chạy đến cuối đường thì các bạn phải băng qua một cây cầu sắt, tại vì ở đây có một cái cầu bê tông nhưng mà nó đang xây chưa xong nên là các bạn phải đi cầu sắt này để thay thế. Và khi mà đi qua hết cầu sắt này thì các bạn sẽ quẹo phải vào đường 600A. Lúc này là mình đã có mặt ở địa phận của xã Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai rồi, thì các bạn chạy thêm khoảng 500m nữa là sẽ tới ngay cổng của quốc gia Cát Tiên. Lần này do là tụi mình đi hơi gấp cho nên là không có đặt được phòng ngủ ở trong phủ quốc gia Cát Tiên, cho nên tụi mình đành phải đặt phòng ở ngoài. Thì nơi mà tụi mình ở đó chính là Đức Phát Homestay. Thì cái homestay này là tụi mình đặt ở trên booking.com. Về chất lượng cũng như là nội thất trong phòng thì các bạn có thể thấy ở trên video. Đối với bản thân mình thì phòng này là quá ổn với mình, tại vì mình chỉ cần một nơi để có thể vệ sinh và ngủ thôi. Tại vì sáng mai tụi mình sẽ trả phòng rất là sớm để dành thời gian nguyên một ngày hôm sau chơi ở vườn quốc gia Cát Tiên từ sáng cho tới khoảng 4-5 giờ chiều luôn. Tối hôm đó thì tụi mình cũng đi bộ xung quanh khu vực của homestay rồi kiếm mua những cái đồ ăn vặt để ăn rồi mình sẽ ngủ, tại vì ngày hôm nay di chuyển trên xe khoảng 200 cây số là cũng đã quá là mệt người rồi. Mùa này đang là mùa mưa nên là không tránh khỏi việc là trong phòng các bạn có thể xuất hiện côn trùng, ví dụ như là muỗi hay là những cái con côn trùng nhỏ mà có thể nó cắn rất là đau. Cho nên là một lưu ý khi mà các bạn đi vũ cho các tiên vào mùa này á, thì hãy nhớ mua thuốc chống côn trùng. À, trong tiền phòng cũng sẽ bao gồm một suất ăn sáng luôn nha, nhưng mà do tụi mình quyết định là đi sớm cho nên là tụi mình sẽ tự ăn mì gói mà đã chuẩn bị ở nhà sẵn luôn, chứ không có đợi cô chủ homestay dậy thì cô mới nấu cho ăn. Đi Cát Tiên vào đúng mùa mưa thì các bạn nhớ là hãy kiểm tra giày trước khi mang vào nha, tại vì á, bữa mình mang thì mình thấy chân nó hơi nhột nhột, thì khi mà đập ra thì mình mới biết là ở trong đó có hai con cóc. May là cóc đó, chứ nếu mà là những con khác như là rắn hay rết đó, thì mình không chắc là các bạn sẽ an toàn đâu. Ăn sáng xong thì tụi mình trả phòng cho cô luôn, nhưng mà tụi mình xin phép cô là cho tụi mình gửi
ba lô cũng như là quần áo ở lại chỗ cô, rồi cái gì chiều nay tụi mình đi chơi xong rồi tụi mình sẽ quay về và ghé ngang lấy. Nơi mình ở thì chỉ cách phà và vườn quốc gia Cát Tiên là khoảng 300 m nên tụi mình sẽ đi bộ. Mùa này mình đi là mùa mưa cho nên là các bạn chú ý là nên đem theo thứ nhất là áo mưa hoặc là mang một cây dù lớn. Thứ hai là các bạn nên đem theo thuốc xịt chống côn trùng, mình nên mua cái loại Sofail xịt đó cho dễ dùng. Các bạn cũng nên mặc quần dài để tránh bị những con vắt bám vào chân để hút máu. Và ở trước cổng của quốc gia Cát Tiên á, cũng có khá là nhiều tiệm tạp hóa bán thuốc chống vắt nên các bạn cũng có thể mua tại đây. Giá vé vào cổng của vườn quốc gia Cát Tiên là 60.000 một người. Nhưng mà nếu các bạn là học sinh sinh viên giống mình có mang theo thẻ sinh viên còn hạn á, thì chỉ phải mua với giá là 20.000 thôi. Mua vé xong thì tụi mình sẽ phải đứng đợi đi phà để qua bên phía bên kia của vườn quốc gia Cát Tiên. Phà này thì sẽ chạy liên tục giữa hai đầu cho nên là các bạn cũng không tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Hôm tụi mình đi là ngày chủ nhật cuối tuần cho nên là có khá là nhiều khách đến thăm vườn quốc gia Cát Tiên, khách đi theo đoàn cũng có và có những nhóm bạn trẻ tự đi một mình cũng có, và đặc biệt là trong vườn quốc gia Cát Tiên mình thấy có rất nhiều du khách nước ngoài nha. Khi phà cập bến thì các bạn sẽ quẹo bên tay trái trước, tại vì bên tay trái sẽ là nơi có bảo tàng thiên nhiên cũng như là điểm để cho các bạn thuê xe đạp cũng như là tất cả những cái nơi dịch vụ từ ăn uống, ngủ nghỉ và ngay cả có chỗ cắm trại luôn á, thì cũng sẽ nằm ở phía bên tay trái của phà. Điểm đầu tiên mà tụi mình đi tham quan chính là bảo tàng thiên nhiên nằm ở trong khuôn viên của vườn quốc gia Cát Tiên. Thì theo như thông báo mà mình đọc được á, thì mình sẽ phải mua vé riêng để vào bảo tàng này với giá là 20.000 một người. Nhưng mà hôm mình đi á, thì mình không thấy ai bán vé hết, cũng như là cũng không có thấy cái bàn nào mà để soát vé, nên là tụi mình cứ vào trong tham quan thôi. Thì là tụi mình sẽ không có tốn tiền cho bảo tàng thiên nhiên này. Trong đây thì bảo tàng sẽ được chia làm hai phòng. Phòng thứ nhất là phòng trưng bày xương cũng như là tiêu bản của những động vật có kích thước lớn và động vật có vú. Đặc biệt nhất trong phòng này có thể kể đến là bộ xương của một cá thể tê giác Java một sừng. Và con vật này cũng chính là con vật được nằm ở trên logo của vườn quốc gia Cát Tiên. Nhưng mà có một điều đáng tiếc là hiện nay cá thể tê giác Java một sừng thì đã tuyệt chủng tại Việt Nam, và cá thể trong vườn quốc gia Cát Tiên chính là cá thể cuối cùng của loại này. Còn phòng bảo tàng số 2 là nơi trưng bày tiêu bản cũng như là mẫu vật của những loài bướm, loài chim, loài bò sát và những loài động vật nhỏ hơn. Sau khi tham quan bảo tàng thiên nhiên xong thì tụi mình bắt đầu thuê xe đạp để đi chơi. Giá tụi mình thuê là 150.000 cho một chiếc cho 8 tiếng. Thì tụi mình thuê hai chiếc là 300.000 cộng thêm tiền cọc xe nữa là 100.000, và các bạn có quyền tự do lựa chọn xe nào phù hợp với mình nha. Thật ra thì khi đến vườn quốc gia Cát Tiên á, thì các hoạt động chủ yếu của các bạn cũng chỉ là đi thăm các cây, mà có thể nó là cây di sản hoặc cũng có thể chỉ là những cái cây nó có kích thước to và nó có tuổi đời lâu thôi. Ngoài ra thì cái việc đạp xe đạp ở trong đây cũng giúp các bạn kiểu hòa mình với thiên nhiên cũng như là trút bỏ được những cái phiền muộn của cuộc sống, của công việc ở nơi phố thị, thì các bạn có thể tìm đến vườn quốc gia Cát Tiên dành một ngày để cho tâm hồn mình lắng đọng lại. Sau đó là mình tìm ra được những cái điều mà làm mình vui, có thể đó là tiếng chim hót, có thể đó là những cái tia nắng chiếu qua những cái tán cây nó xuống đường rất là đẹp, hoặc là có thể các bạn đến đây để chụp những tấm hình thật đẹp để về up, nó cũng là một thứ có thể giúp cho mình vui, giúp cho mình xả áp lực. Nhưng mà đi vào mùa mưa thì mình nghĩ nó vẫn sẽ có những cái thử thách nhất định, ví dụ như cái chỗ này tự nhiên cái nó trũng xuống cho nên là mưa nó sẽ tạo thành một cái dòng suối chảy ngang rất là xiết, và nó cũng sâu nữa, mình nghĩ là cũng gần tới đầu gối cho nên là khi tới chỗ này thì bắt buộc các bạn phải tháo giày ra, bỏ lên gỗ và chạy qua thôi. Hoặc nếu các bạn vẫn cố chấp chạy qua khi mang giày thì chắc chắn đôi giày của bạn sẽ ướt nhẹp luôn. Và nhìn vậy thôi nhưng mà dòng chảy khá là xiết và mạnh cho nên các bạn cần phải vững tay lái nha. Ban nãy là kiếp nạn 1 là bị ướt giày, bây giờ tới kiếp nạn 2 là đang chạy cây ngã ngang đường cho nên là phải dẫn bộ đi. Đó, đi vô vườn quốc gia Cát Tiên là chiêu dữ chưa? Đây, kiếp nạn thứ ba nữa nè,
là do trời mưa cho nên là đường trong đây là đường bê tông á, nên là nó sẽ đóng rêu rất là trơn trượt, cho nên các bạn nhớ là chạy xe cẩn thận tránh bị tai nạn, và các bạn cũng nhớ đem theo một cái bịch sơ cứu y tế bao gồm bông băng, thuốc đỏ, rồi nhất là băng keo cá nhân nha. Từ cổng của Vũ Quốc Gia Cát Tiên, khi mà đạp xe khoảng 12 km thì các bạn sẽ đến với khu vực của cổng vào Bầu Sáu. Tại đây các bạn sẽ phải mua vé riêng để vào Bầu Sáu với giá là 250.000 một người, và các bạn sẽ phải đi bộ tiếp tục khoảng 5 km nữa thì mới vào được khu vực của trạm kiểm lâm Bầu Sáu. Do hồi nãy bạn mình vừa bị té xe cho nên còn khá là đau, nên chỉ có một mình vào trong khu vực của Bầu Sáu. Thì bữa đó là mình đi bộ liên tục, có là mình đi liên tục, mình không có ngồi lại để nghỉ ngơi luôn, mình đi liên tục 5 km thì mình bấm giờ trên điện thoại là rơi vào khoảng 55 phút cho một chiều đi bộ ra hoặc vào. Đợt đó cũng may là khi mình đang đi bộ còn khoảng 1 km nữa là vào trong Bầu Sáu á, thì có các anh kiểm lâm từ bên ngoài chạy vào, cho nên là mình đã xin đi được ké xe một khoảng, chứ nếu mà đi bộ liên tục 5 km này chắc mình vô mình thở đi hết nổi à. Mà cho cả đi xe máy cũng rất là mệt đó mọi người, tại vì đường thì rất là nhỏ, chỉ vừa cho một chiều xe chạy một lúc thôi, mà đường thì nó cũng trơn trượt, với lại nó không có được bằng phẳng, nó cứ gập ghềnh do là toàn là đá được chán xi măng gắn với nhau á. Cho nên là ngồi nếu mà liên tục 5 km từ ngoài cổng vào đây bằng xe máy thì mình nghĩ là cũng đuối lắm, chứ không có khỏe hơn là đi bộ bao nhiêu đâu. Tới đây là đã gần tới trạm kiểm lâm Bầu Sáu nha mọi người, thì chỗ này nó sẽ đi ngang một con suối cho nên là mình sẽ phải đi qua cầu, và mình đánh giá là chỗ này rất đẹp để chụp hình nha. Và chắc đây cũng là cái đoạn đường bằng phẳng duy nhất để vào Bầu Sáu, tại vì những cái đường đá hồi nãy nó cứ lên xuống gập ghềnh cực kỳ mệt luôn, nó lên dốc xuống dốc rất là nhiều. Chỗ này thì cũng đã là trạm kiểm lâm Bầu Sáu rồi, mà ở trong Bầu Sáu á thì cũng sẽ có kinh doanh dịch vụ lưu trú cho các bạn nào có nhu cầu ở lại Bầu Sáu qua đêm, với giá mình nhớ là thấp nhất là 1 triệu cho phòng 2 người. Ngoài ra thì cũng sẽ có khu vực để phục vụ cho ăn uống, và cái món ăn ở đây thì không phải do nhà hàng nấu mà là sẽ do chính các anh kiểm lâm ở đây nấu luôn, và mình sẽ không được gọi menu, có nghĩa là hôm đó các anh có nguyên vật liệu gì, có thể nấu được món gì thì các anh sẽ nấu và mình sẽ cùng ăn với các anh kiểm lâm ở đây, chứ không có được gọi là tự gọi món hay là yêu cầu món ăn. Bầu Sáu là một khu đất ngập nước quan trọng nằm trong trung tâm của Vũ Quốc Gia Cát Tiên. Đây là khu Ramsar có tầm quan trọng thứ 1499 của thế giới và là khu Ramsar thứ 2 của Việt Nam với tổng diện tích là 13.759 ha. Đây còn được biết đến là nơi bảo tồn và là nơi sinh sống tự nhiên của nhiều cá thể cá sấu xiêm nhất tại Việt Nam hiện nay với hơn 300 cá thể. Theo như các anh kiểm lâm chia sẻ thì nếu các bạn muốn thấy nhiều cá sấu hơn thì các bạn nên đi vào mùa khô. Vì mùa khô thì nước sẽ rút xuống cho nên là cá sấu sẽ tập trung nhiều về một chỗ. Còn đây đang là mùa mưa cho nên là cái khu vực đất bị ngập nước nó sẽ rất là rộng. Và thường cá sấu nó sẽ phân tán ra khắp nơi và nó sẽ chui vào trong các bụi cây, các bụi cỏ dưới nước để mà nó ẩn náu, cho nên là khả năng các bạn thấy cá sấu sẽ rất là ít. Hôm đó mình đi thì phải căng mắt dữ lắm, và nhờ sự chỉ điểm của các anh kiểm lâm thì mình mới bắt gặp được một cá thể cá sấu đang bơi chậm chậm ở giữa bụi cây, và đó cũng là cá thể cá sấu duy nhất mình thấy trong Bầu Sáu ngày hôm đó. Mình nghĩ là khi đi Bầu Sáu các bạn cần phải cân nhắc kỹ, thứ nhất là vì giá vé rất cao, tới 250.000 một người. Thứ hai nữa là các bạn sẽ mất thời gian rất nhiều, là các bạn sẽ phải đi bộ 10 km, trong đó là 1 tiếng đi vào và 1 tiếng trở ra, chưa kể thời gian tham quan. Và việc đi bộ liên tục 10 km như vậy cũng sẽ là một thử thách đối với những bạn nào ít vận động hay là ít đi bộ, các bạn sẽ không quen, thì khi mà đi bộ đường dài như vậy về chắc chắn sẽ bị sổ cơ rất là mỏi luôn. Hơi xui khi mà chuyến đi không được trọn vẹn, vì tới lúc tụi mình về thì trời lại đổ một cơn mưa khiến cho tụi mình bị ướt mưa và dơ quần áo luôn.
Rút tiền là giúp đỡ hả? Nó kêu lại 100 ngàn rồi đỡ thôi, ra tới đây rồi tốn 100 ngàn là ủa phí ngu quá. Trời ơi. Trước khi về tụi mình đi trả lại xe đạp và các bạn nhớ là phải lấy lại cái tiền mà mình cọc xe ban đầu nha. Vũ Quốc gia Cát Tiên sẽ mở cửa đón khách từ 7 giờ sáng cho đến 18 giờ. Và nếu như các bạn không lưu trú qua đêm hoặc là mua tour đi xem thú đêm ở trong Vũ Quốc gia thì các bạn sẽ được thông báo là rời khỏi Vũ Quốc gia Cát Tiên vào lúc 18 giờ. Vậy là chuyến đi khám phá thánh địa Cát Tiên và Vũ Quốc gia Cát Tiên 2 ngày 1 đêm của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Những thông tin về chi phí cũng như là giờ mở cửa của những điểm tham quan mà mình đã đi ấy, thì mình sẽ chia sẻ và ghim nó ở dưới phần bình luận nha. Ngoài ra thì nếu các bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về chuyến đi này của mình ấy, thì hãy bình luận cho mình biết và mình chắc chắn sẽ trả lời hết tất cả bình luận của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn xem video của mình giữa rất nhiều video ngoài kia. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.